thấy tôi đã được một bài hát rất là đặc biệt đối với Hà. Và một điều đặc biệt nữa là nó phá luôn cái định kiến lên trong đầu của Hà là gì? Từ trước đến nay là Hà rất sẽ không bao giờ Hà muốn quay nhảy mà ở ngoài đường, bởi vì là Hà cứ sợ là ra đường mà nhảy nghĩa là không được bình thường. Nên là từ trước đây tôi phải rất là bình thường để kéo những cái bài nhảy và đi vào trong studio, nhưng bài này chính là nhảy ngoài đường, cho nên là một cái nó hơi du dục, nó hơi bụi bặm chút.